Ô tô biển số ngoại giao đậu trên vỉa hè trước một lãnh sự quán trên đường Lê Thánh Tôn, quận 1 đã được ông Đào Ngọc Hải tha đi, không xử phạt. Mới đây, ông Đào Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục dẫn đầu đoàn liên hành quận 1 đi kiểm tra, xử lý hàng loạt ô tô đậu trên vỉa hè. Tới đường Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, phát hiện một ô tô biển số ngoại giao đang đậu trên vỉa hè trước một lãnh sự quán. Ông Hải ngay lập tức đến kiểm tra, nhắc nhở tài xế nhanh chóng rời khỏi vỉa hè nhưng không xử phạt như các trường hợp khác. Đề nghị em lần sau không làm như vậy nữa nha. Nói là gia đình sự. Mời đi. Ok, đi ngay lập tức. Không động xe trên vỉa hè được. Em có thể xử lý trong vào tổng lãnh sự của mình, có thể xử lý cái xe này đậu ở đâu như thế nào là do mình phải tính đưa xuống hầm xe gửi xuống khác, chứ không thể để như này được nha. Khẩn trương, không bao giờ được làm vậy nữa. Nói về hành động này, ông Đoàn Ngọc Hải cho biết có ý kiến của lãnh đạo quận yêu cầu cân nhắc thận trọng với xe ngoại giao nên không thể nào xử lý cẩu hay phạt. Ông chỉ nhắc nhở và yêu cầu xe rời khỏi vị trí đó ngay lập tức.